Xin chào các bạn đã trở lại với TechMag. Những chiếc smartphone mới luôn đón nhận được sự chú ý nhất định từ thị trường, dù ít dù nhiều. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi những thiết bị này khi được giới thiệu đã thể hiện được sự quan tâm nhất định của nhà sản xuất trong nhiều việc như là cải tiến những điểm mạnh đã có từ thế hệ tiền nhiệm, thêm thắt những tính năng mới hay mới lạ hơn là có thể đại diện cho một dòng thiết bị mới toanh, vân vân. Do đó thì việc cung cấp tới các bạn một danh sách những thiết bị mới nhất đã và đang được bán ra trong một thời gian sẽ là một điều cần thiết để giúp cho các bạn có thể hình dung được tốt hơn vào thị trường di động đang vận hành và thay đổi tích cực như thế nào. Qua đó thì có thể cân nhắc và lựa chọn cho bản thân một thiết bị phù hợp nhất. Và sau đây sẽ là tổng hợp của TechMag về 5 mẫu smartphone chính hãng nổi bật và đang được bán ra trong tháng 4 này. Đầu tiên là Sony Xperia XZS. Đây là chiếc smartphone cao cấp nhất được phân phối chính hãng tại nước ta trong tháng 4 này. Xperia XZS là một bản nâng cấp nhẹ từ chiếc Xperia XZ tương đối thành công của Sony vào cuối năm ngoái. So với người tiền nhiệm thì thiết bị vẫn gần như y nguyên về thiết kế bên ngoài cùng màn hình 5,2 inch Full HD và con chip Snapdragon 820. Điểm mới của Xperia XZS nằm ở camera chính được cải tiến với thương hiệu hình ảnh MotionEye mới toanh. Camera này cho độ phân giải 19 megapixel, có khả năng quay phim slow motion lên tới 960 khung hình mỗi giây do được tích hợp bộ nhớ đệm lên trên cảm biến ảnh cùng tính năng ổn định hình ảnh được cải thiện. Bộ nhớ của Xperia XZS cũng được nâng cấp với RAM lên đến 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Bên cạnh đó thì thiết bị cũng có một chút thay đổi về màu sắc khi cung cấp tùy chọn màu Ice Blue thay cho Fresh Blue như người tiền nhiệm. Xperia XZS hiện tại được bán với mức giá khoảng 14,9 triệu đồng cho máy chính hãng. Tiếp theo đó là Samsung Galaxy C9 Pro. Đây là chiếc điện thoại mới nhất được Samsung chính thức giới thiệu tại Việt Nam cách đây vài ngày. Sản phẩm được coi là quân bài chiến lược mới của công ty Hàn Quốc tại phân khúc điện thoại cận cao cấp và đối đầu trực tiếp với chiếc F3 Plus vừa ra mắt của Oppo. Điều nổi bật của chiếc điện thoại này chính là dung lượng RAM được nâng lên tới 6GB, cao hơn cả những chiếc flagship đầu bảng đang được bán tại Việt Nam hiện nay của công ty như là Galaxy S7 chẳng hạn. Các đặc điểm phần cứng trọng tâm khác của thiết bị như màn hình Super AMOLED lên tới 6 inch, độ phân giải Full HD, camera chính và camera phụ đều có độ phân giải 16 megapixel, khẩu độ f/1.9, hỗ trợ lấy nét theo pha, bộ nhớ trong 64GB, vi xử lý Snapdragon 635, pin 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge, giao diện Grace UX mới trên nền tảng Android 6.0.1 Marshmallow. Giá bán chính thức của thiết bị là hơn 11 triệu đồng cho máy chính hãng. Tiếp theo chúng ta có Oppo F3 Plus. Đây chính là chiếc điện thoại có giá cao nhất mà Oppo giới thiệu tại nước ta trong nửa đầu năm nay. Oppo F3 Plus được biết đến như một phiên bản cao cấp hơn của chiếc F1 Plus được ra mắt cách đây một thời gian ngắn và vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của người tiền nhiệm là tập trung mạnh vào khả năng selfie. Cụ thể thì Oppo F3 Plus nổi bật với camera trước được thiết kế dạng ống kính kép với độ phân giải lần lượt là 16 megapixel và 8 megapixel cho góc chụp rất rộng khoảng 120 độ. Camera sau 16 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX398, khẩu độ f/1.7, hỗ trợ nhiều tính năng lấy nét nhanh. Các thông số kỹ thuật phần cứng khác đáng chú ý của thiết bị bao gồm màn hình 6 inch, IPS Full HD, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, vi xử lý Snapdragon 635. Thiết bị được bán ra với mức giá khoảng 10,7 triệu đồng cho máy chính hãng. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua cái tên Lenovo Moto M. Tiếp tục là một sản phẩm được giới thiệu gần đây tại nước ta và vừa bắt đầu được bán ra vào tháng 4 này. Moto M là một chiếc điện thoại được hướng đến phân khúc trung cấp với điểm mạnh rõ nét là lớp vỏ kim loại nguyên khối được phủ một lớp nano chống nước nhẹ, cùng màn hình có kích thước 5,5 inch. Các thông số kỹ thuật tiêu biểu của chiếc điện thoại này bao gồm màn hình Full HD, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, vi xử lý MediaTek Helio P15, hỗ trợ thẻ nhớ 256GB, pin 3050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh, camera chính 16 megapixel cùng camera phụ 8 megapixel. Hiện tại thiết bị được bán với giá khoảng 6,9 triệu đồng cho máy chính hãng. Và cuối cùng trong danh sách này đó là Xiaomi Redmi Note 4. Đây là một trong những chiếc điện thoại được Xiaomi phân phối chính hãng tại nước ta trong tháng này. Và Redmi Note 4 là một bản nâng cấp từ chiếc Redmi Note 3 tương đối nổi tiếng trong cộng đồng người dùng công nghệ nước ta từ năm ngoái. Thiết bị vẫn giữ nguyên được những điểm mạnh vốn có của Xiaomi như là mức giá rất hấp dẫn, cấu hình cao trong một thiết kế kim loại ưa nhìn. Các thông số kỹ thuật đáng chú ý của chiếc điện thoại này bao gồm chip Snapdragon 625, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình 5,5 inch Full HD, pin dung lượng 4100 mAh, camera chính 13 megapixel cùng camera phụ 5 megapixel. Giá bán chính thức của Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng tại nước ta vào khoảng 4,7 triệu đồng. Và vừa rồi là tổng hợp của TechMag về 5 mẫu smartphone chính hãng nổi bật đã và đang được bán ra trong tháng 4 này. Bạn có ấn tượng với chiếc điện thoại nào nhất trong số này? Hay bạn muốn gợi ý một lựa chọn đáng giá nào khác? Hãy cùng thảo luận với TechMag ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.